Cừu vui vẻ và sói xám, người bảo hộ của làng cừu. Tập 42. Mật đạo. Chị ơi, mau tỉnh lại đi mà. Bảo im miệng ngay cho ta. Ta của hiện tại đang rất tỉnh táo đây. Cừu lười, cậu không sao chứ? Chân của tớ đau quá đi. Chị ơi, mau dừng tay đi mà. Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Cừu lười, cậu ở yên ở đây nha. Tớ sang đó cứu Hạo Nguyệt. Ừ. Minh Nhật, mau dừng tay. Đúng là cái thứ phiền phức mà. Cứ chạy loạn cả lên, thật là phiền phức. Tiêu rồi. Cậu vui vẻ Kỳ Vấn Miên, bắt được nhà ngươi rồi nha. Đừng hòng chạy thoát. Hả? Cái gì? Đây là Cừu lười. May quá, tớ hành động kịp lúc rồi. Các người có chịu dừng tay lại hay không hả? Nhưng lúc này chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Cừu lười, cẩn thận. Nào, để tớ đỡ cậu. Muốn chạy thoát sao? Các ngươi nghĩ chỉ cần như vậy thì sẽ thoát khỏi nơi này được sao? Người đâu mà bắt bọn chúng lại cho ta. Tuân lệnh. Họ kênh êm ơi, thật hoàn hảo. Cậu sôi nổi từ béo. Mọi người không sao chứ? Không sao. Tôi thì có đó. Xin lỗi nha. Không sao đâu. Hiện tại việc quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây đã. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Xem tới đây. Liệt Diễm Quyên. Không có tác dụng đâu. Nhà giam này sẽ làm triệt tiêu tất cả kỷ luật. Lẽ nào chúng ta không còn cách nào khác nữa sao? Đừng vội nản, chúng ta hãy cùng nhau tìm thử xung quanh đây xem liệu có cách nào nữa không. Ôi da, tìm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có manh mối nào cả. Ôi da. Sao vậy sói xám? Hình như tớ bị gì đó đâm phải rồi. Đây là dừng lại. Các ngươi chạy không thoát đâu. Tiến lên lục soát khắp nơi cho ta. Vâng. Báo cáo đội trưởng, không có gì trong phòng. Ngoài hành lang cũng không có. Bọn chúng chắc chắn vẫn chạy chưa xa đâu. Mau tiếp tục tìm kiếm đi. Vâng. Cừu lười, cậu vẫn ổn chứ? Chúng ta tìm một nơi an toàn ẩn nấp trước đã. Những căn phòng ở phía bên này đều bị bọn họ lục soát rồi. Tạm thời chắc ở đây sẽ an toàn thôi. Mau đi theo tớ. Nơi này là phòng của tớ. Bây giờ làm sao đây? Chị tớ đã hoàn toàn biến thành một người khác. Cũng không biết ba mẹ đang ở đâu nữa. Cậu vui vẻ, chân của tớ đau quá. Cậu lười. Cậu lười, cậu sao rồi? Hả? Độc bắt đầu phát tác rồi. Thảo Nguyệt, cậu mau cứu cậu lười đi. Trước giờ tớ chưa từng giải độc, nhưng cứ để tớ thử xem. Các cậu nhìn nè, tôi tìm thấy chìa khóa rồi. Nói không chừng chúng ta có thể dùng nó mở cửa đó. Sói xám, cậu đừng có mơ mộng viễn vông nữa. Làm gì có nhà tù nào giấu chìa khóa ngay trong phòng giam chứ. Đúng đó, chính là như vậy thật. Vậy mà cũng mở được sao? Bởi vậy mới nói, người có can đảm bước lên thử thì vận khí sẽ không quá xấu đâu. Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đổi đó, mọi người đừng vội như vậy. Có thể bên ngoài còn có binh lính mai phục. Nếu mạo hiểm xông ra có thể sẽ bị bắt lại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tớ sẽ ra ngoài thăm dò trước. Các cậu cứ ở đây đợi tớ. Nhưng mà một mình cậu đi sẽ rất nguy hiểm. Cậu cứ yên tâm, trước đây tớ đã từng rơi vào nơi này rồi. Cậu đừng bất cẩn, mau nấp vào đi. À, được. Không được, tôi không thể chữa khỏi nó hoàn toàn được. Phải tìm cách lấy hết chất độc ra ngoài mới được. Để cho tớ. Cậu vui vẻ, cậu định làm gì vậy? Tớ muốn giúp cậu hút chất độc ra ngoài. Không được, nếu chất độc này bám vào miệng cậu thì e rằng cả cậu cũng bị trúng độc đó. Vậy không được, cậu không thể gặp tổn thương nào cả. Vậy biết phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cậu muốn tớ cứ đứng im nhìn cậu trúng độc ngay trước mắt mà không cứu cậu sao? Cậu bình tĩnh lại đã. Tớ nghĩ cách hút độc ra ngoài có thể sẽ hiệu quả đó. Nhưng không phải lúc nãy cậu nói chỉ cần độc chạm vào miệng thì tớ cũng trúng độc ngay sao? Chỉ cần không trực tiếp dùng miệng là được mà. Nhưng sẽ hơi đau một chút. Cậu cố gắng chịu đựng nha. Không thể để cho binh lính phát hiện chúng ta được. Cậu cố chịu đựng chút nha. Hiệu quả thật rồi. Cậu Lợi, cậu kiên trì thêm chút nữa nha. Cậu Lợi, chờ ngày quay trở lại Thảo Nguyên Thanh Thanh, chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh kem cỏ xanh nha. Còn có bánh pudding nữa. Cậu cố gắng lên, chỉ cần chút nữa thôi. Cậu Lợi, cậu hít thở sâu vào. Sắp lấy ra hoàn toàn rồi, cậu đừng bỏ cuộc. Hả? Thành công rồi. Hả? Không còn đau nữa. Cảm ơn cậu nha Hạo Nguyệt. Công chúa Hạo Nguyệt, cậu không sao chứ? Tớ không sao. Chỉ là tớ không biết tiếp theo nên làm gì đây. Tớ có nên bỏ cuộc không? Công chúa Hạo Nguyệt, đừng bỏ cuộc. Nếu như tất cả cậu cũng bỏ cuộc thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Ngay cả khi chỉ còn 1% cơ hội, chúng ta cũng hãy cố gắng lên nào. Đến cả người lười biếng như Cừu Lười còn có thể cố gắng được thì cậu nhất định sẽ làm được thôi. Đúng vậy, là vậy đó. Cậu vừa nói cái gì hả? Tớ lười biếng hồi nào chứ? Chúng ta hãy cùng nỗ lực tiến lên nha. Được. Lục soát ở đây thêm lần nữa cho ta. Tuân lệnh. Sao Phúc Lai tới giờ vẫn chưa trở lại vậy? Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì hay không? Hay là chúng ta cùng ra đó xem tình hình đi. Được. Mọi người cẩn thận. Đây là gì vậy? Bên trong hình như có cái gì đó thì phải. Đừng quan tâm nó nữa, chúng ta mau đi thôi. Nơi này dường như không có binh lính đi tuần tra. Không được bất cẩn, có thể sẽ có bẫy quanh đây. Khoan đã, hình như chúng ta vừa đi một vòng quay trở lại chỗ lúc nãy rồi. Cái gì? Đúng thật rồi, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Không đúng lắm. Các cậu thử nghĩ kỹ lại xem, suốt đường đi nãy giờ có ngã rẽ nào không? Nói không chừng là do nhà giam ở đây thiết kế giống nhau vậy thôi. Chúng ta hãy cùng đi lại lần nữa. Lần này hãy làm dấu trên đường đi. Được. Cựu sôi nổi, mau đi thôi. Được. Chúng ta còn phải đi bao nhiêu lần nữa đây? Các cậu nhìn xem này. Đây chính là hình vẽ lúc nãy chúng ta đã đánh dấu đó. Lại trở về chỗ cũ nữa sao? Làm sao bây giờ? Nơi này dường như là một mê cung vô tận. Hèn chi không cần ai canh gác cả, vì dù sao thì tù nhân cũng không thể trốn thoát được. Vậy Phúc Lai đi đâu mất rồi? Cả đường đi chúng ta không hề gặp cậu ấy. Có thể cậu ấy đã ra được bên ngoài rồi. Nếu cậu ấy có thể ra ngoài được, vậy thì chắc chắn có cách để phá giải mê cung vô tận này. Hả? Cơn sôi nổi. Cậu hãy thử thắp cái đèn này lên đi. Được. Liệt diễm quyền. Thành công rồi. Xem ra chỉ cần thắp sáng những chiếc đèn chưa có lửa lên thì đường đi mới sẽ xuất hiện. Cái đèn này cũng chưa sáng nè. Liệt diễm quyền. Chúng ta mau đi tiếp nào. Hả? Là đường cục sao? Nhưng cái đèn này đã được thắp lửa rồi mà. Lẽ nào nơi này thật sự là ngõ cụt rồi? Có khi nào lần này chúng ta phải tắt đèn đi không? Hả? Thủy linh lực. Thành công rồi. Chúng ta đang được đưa lên trên rồi. Hả? Sao đột nhiên dừng lại? Lại một cái bẫy khác sao? Hả? Nơi này lại là nơi nào nữa đây? Chúng ta đã được ra bên ngoài chưa? Xem ra vẫn chưa thoát được. Có vẻ chúng ta lại rơi vào một phòng giam khác rồi. Hả? Là ai đó?